Và bây giờ thì Ngọc Diễm xin mời Kim Duyên, chị mời em cùng với tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi một cái đoạn video clip recap để thấy hành trình này Kim Duyên đã nỗ lực và đã lột xác như thế nào quý vị nhé. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã trở thành Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Với Duyên thì cái hành trình 2 năm vừa qua là một hành trình cả thanh xuân này nó rất là đáng nhớ. Trong 2 năm Duyên nghĩ là mình sẽ có rất là nhiều thời gian để có những cái dự định cá nhân nè, và cả những cái dự án cộng đồng mà Duyên muốn hướng tới nữa. Nhưng mà mọi người cũng đã biết thì với tình hình dịch bệnh và trong 2 năm thật sự thì nó rất là khó khăn. May mắn của mình là trong cái khó khăn mình lại có thêm rất là nhiều những niềm tin, sức mạnh để mà mình có thể làm được nhiều điều hơn cho cộng đồng. Có một điều mà Duyên rất là tự hào và Duyên cũng không nghĩ là mình có thể làm được, đó chính là trở thành tình nguyện viên hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch. Tôi xin được giới thiệu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Chúng ta sẽ một lần nữa cùng nhau chiến thắng đại dịch lần này. Cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ làm được rất là nhiều điều cho thành phố Hồ Chí Minh. Mình cảm thấy thật sự là mình đã góp được một cái phần nhỏ bé của mình trong cái công tác chống dịch này. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Và Duyên cũng cùng với các chị em Hoa hậu Hoàn vũ đã thực hiện một dự án là chuyến xe không đồng gửi đến những cái bà con nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh, những bà con đang gặp khó khăn, lương thực, thực phẩm thiết yếu. Cảm ơn Nam Á Bang đã luôn đồng hành cùng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để mà trao đến cho cộng đồng những cái điều rất là thiết thực, ý nghĩa ngay lúc mọi người đang rất là cần. Và Duyên đã thành lập ra một cái quỹ là Lan Tỏa Yêu Thương. Quỹ này thì giúp cho những trẻ em nghèo, hiếu học được có cặp sách nè, tập vở nè, cũng như là xe đạp để đến trường. Và Duyên cũng rất là tự hào khi mà trở thành thành viên của tổ chức Hands On, giúp đỡ cho những trẻ em nghèo ở miền Tây mình có được những cái máy tính bảng để đi học. Vì mùa dịch thì các em không thể nào đến trường được, mà các em thì lại không thể đủ khả năng để chi trả cho những máy tính bảng cũng như là điện thoại để học. Duyên cũng rất là vinh dự khi mà được đồng hành cùng tổ chức Room Tourist để mà chia sẻ những kinh nghiệm của mình cũng như là động viên các em, trẻ em gái ở miền Tây tiếp tục đến trường nè, để các em có thêm động lực, để các em có thêm niềm tin vào giáo dục. Xin chào, tôi là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, đại sứ Việt Nam Solar Park. Bên cạnh đó thì Duyên còn cảm thấy mình rất là may mắn khi trở thành đại sứ của Việt Nam Solar Park, để dùng tiếng nói của mình cũng như là hình ảnh của mình, hành động của mình để cho mọi người hiểu hơn về việc dùng nguồn năng lượng sạch. Năng lượng mặt trời nó rất là quan trọng trong cái việc là bảo vệ môi trường. Cùng nhau hành động để đẩy lùi được biến đổi khí hậu. Duyên biết rằng là tình hình dịch bệnh rất là khó khăn, và trong cái chặng hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ thì sẽ còn gặp rất là nhiều những trở ngại nữa. Nhưng mà Duyên luôn rất là biết ơn vì luôn có những nhà tài trợ bên cạnh và ủng hộ đồng hành cùng Duyên. Sau 2 năm, điều mà Duyên cảm thấy là mình thay đổi nhiều nhất đó chính là sự trưởng thành, điềm tĩnh. Học được rất là nhiều những kiến thức, kinh nghiệm từ tất cả mọi người, những người luôn ở bên cạnh, những người luôn ủng hộ và đồng hành cùng Duyên. Ba mẹ con mới về. Bà cầu xin chào Phật ban cho con được cái sắc đẹp làm sao mà đẹp hơn đa đi. Ký của bà thì như vậy đó. Duyên ơi, bà muốn nói cho con vậy nè. Con gắng cố gắng thi cho hết mình. Cố lên con ơi. Hai ơi, em tin chị sẽ đạt được cái kết quả như là chị mong muốn và cái nỗ lực của chị. Em mong chị tự tin nhất có thể và chiến đấu hết mình. Tối qua bển thì gắng giữ gìn sức khỏe. Lúc nào mẹ cũng dõi theo con để mẹ ủng hộ con trên mọi nẻo đường đó. Nói với con nè. Dạ. Con đẹp lắm. Em tên là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và em đến từ Việt Nam. Nói chung là em hạnh phúc quá anh ơi. Bây giờ là hành trình mà em sẽ tỏa sáng trong thời gian tới. Chị biết em là một cô gái rất là tự tin, rất là tốt bụng và rất là dễ thương. Những gì mà em đã tập luyện ở tại Việt Nam, những công sức mà em đã bỏ ra hay là những áp lực mà em đã chịu, chị tin rằng những điều đó sẽ giúp em mạnh mẽ ở tại cuộc thi. Điều chị chúc em đó là hãy chạm được ngôi vị cao nhất ở tại Miss Universe. Chị hẹn ước và luôn thầm nguyện cho em những điều tốt đẹp nhất. Chị hẹn yêu em.
cố lên nhé Duyên. Diễm muốn thấy Duyên là Duyên sẽ tiếp nhận, sẽ tiếp thu và sẽ giữ cái năng lượng tích cực để Duyên có thể sẵn sàng và tự tin vào bản thân mình 100%. Và chị chúc em thành công, chị chúc em sức khỏe tốt. Chị tin là em sẽ đạt được tất cả những gì em mong muốn. Hãy tận hưởng hết sức đất nước Israel xinh đẹp này. Và nếu được thì hãy mang vương miện về Việt Nam luôn nha. Mình cứ sống một đời thôi, em phải làm những cái gì em tự tin nhất, em hạnh phúc nhất. Phải là chính mình, không là một cái phiên bản nào cả. Chị xin chúc Kim Duyên có được thành tích cao nhất để có thể mang được niềm tự hào Việt Nam đến với thế giới. Em đang tận hưởng một cái hành trình rất là tuyệt vời của tuổi trẻ của thanh xuân. Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất. Hãy trân trọng những khó khăn, hãy trân trọng những thách thức. Và chắc chắn em sẽ tỏa sáng và thành công trong cuộc thi. Cờ tới tay ai nữa phúc thôi, cố lên nào. Chiến đấu hết mình. Đặc biệt là sẽ mang vinh quang về cho Việt Nam nha. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này nhé. Anh đã tự tin nè, lúc nào cũng tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu. Chúc cho Kim Duyên sẽ là một đại diện của Việt Nam xuất sắc để làm cho Việt Nam mình hãnh diện về em. Kim Duyên của chị Hoa hậu Cần Thơ. À không, Hoa hậu Quang Vũ. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là Duyên sẽ bắt đầu một cái chặng hành trình mới. Duyên muốn mang sự tự hào của Việt Nam mình đến với Hoa hậu Hoàng Vũ. Hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng Duyên để hai tiếng Việt Nam sẽ hô to ở đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới này nhé.